xin chào tất cả các bạn. Để tiếp tục cái chuỗi video cài đặt và tìm hiểu sử dụng về các công cụ hỗ trợ cho SEO, thì trong cái video tiếp theo trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái ứng dụng mang tên là xe quách là một cái ứng dụng nó hoàn toàn miễn phí và nó có một cái rất là hay đó chính là thao tác cực kỳ đơn giản và nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho chúng ta trong cái quá trình tối ưu Onpage mà có lẽ cái ứng dụng sao quách này mà những cái người làm sao từ cơ bản học sao cơ bản cho đến những người làm sao chuyên nghiệp đều sử dụng và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành cài đặt luôn cái công cụ sao quách này thì mọi người lên Google uh, search cho mình giúp cái công cụ là sao quách mọi người lưu ý là sẽ dùng Chrome nhé uh, sau khi search sao quách xong nó sẽ trả cho chúng ta một cái là kết quả là sao quách gạch ngang Google Chrome chúng ta sẽ click vào cái đó nó sẽ đưa chúng ta đến cái cửa hàng Chrome trực tuyến chúng ta sẽ tiến hành thêm xe quách và chrome tại đây thì chúng ta ấn vào phần thêm tiện ích rồi lúc này nó đã thông báo cho chúng ta là sao quách đã được thêm vào chrome chúng ta sẽ tắt thông báo đi và muốn xem cái sao quách nó ở trong cái phần tiện ích này chúng ta đưa một chuột đến cái phần có cái ô vuông giống như cái uh, mạnh mảnh ghép ấy đấy chúng ta sẽ ấn vào đó đó chính là phần tiện ích của chúng ta đây, SellQuick đã được chúng ta thêm vào tiện ích ở trong đó rồi. Đó, thì sau khi thêm quách vào tiện ích thì mình có thể vào một cái trang web bất kỳ. Và chúng ta sẽ thấy là nó đang có một cái thanh màu ngang ở đây này. À, nó hiện một số những cái thông tin, ví dụ như là Google Index này. Xong cái này là xem rớt backlink này. Xem à, rớt subdomain backlink này. Binh Index này. À, binh Index thì giờ cũng không có quá nhiều người dùng binh nữa chúng ta sẽ quan tâm đến cái chỉ số của Google index thôi à, thì những cái này nó sẽ là những cái chỉ số cơ bản của một cái website và chúng ta hoàn toàn có thể xem ở trên đây thì ví dụ chúng ta cũng có thể xem cái những cái thông tin chỉ số cơ bản này của cái website đối thủ đấy thì cái công cụ quét này nó cũng có khá là nhiều những cái chức năng hay ví dụ như là phân tích cái backlink này xong rồi so sánh những cái tên miền và url này hoặc là chúng cung cấp nhiều cái thông tin rất là hữu ích của trang web. Ví dụ như chúng ta cần nghiên cứu trang web của đối thủ thì cái cái Scrape này nó cung cấp cho chúng ta những cái thông tin khá là chi tiết và phân tích được những cái internal link cũng như external link chẳng hạn. Đó. Thì nếu mà mọi người cảm thấy mà cái 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 thanh menu ngang này nó vướng quá thì chúng ta hoàn toàn có ấn dấu X này ở góc này, này để chúng ta tắt đi. Thì nó sẽ cho chúng ta hai sự lựa chọn. Thứ nhất là for any domain tức là tắt với tất cả các trang web khác và for domain tức là tắt chỉ với cái trang web thế giới di động chúng con này thôi thì đây mình sẽ tắt cho so với cái trang thế giới di động chúng con này thôi nhá đó và muốn mở lại thì chúng ta hoàn toàn ấn lại vào tiện ích này xong là ấn vào sao quách này nó sẽ hiện cho chúng ta một cái bài và tại đây thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể xem lại cái google index bình index để xem rớt uh, rank các thứ đúng không ạ như cái xem rớt rank này thì nó như kiểu xếp hạng thôi rồi sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn kỹ hơn về những cái uh, tính năng của cái socket này, đầu tiên là cái page info, chúng ta sẽ ấn vào cái phần tab page info. Rồi trong cái tab page info này nó sẽ cho chúng ta một số những cái thông tin cơ bản của cái trang web này. Ví dụ như chúng ta có thể thấy cái title ở đây này, title ở đây cái của cái trang này đang là thế giới di động.com gạch ngang điện thoại, laptop, phụ kiện, đồng hồ chính hãng. Rồi là meta keyword, meta description này. Uh, internal link ở trong cái trang này đang tổng cộng là 220 20 cái này, external link đang là 22 cái này. Đây nó đang hiện cho chúng ta đúng không ạ? Đây là những cái thông tin cơ bản nhất của một cái trang web mà chúng ta biết. Thì để sâu hơn thì chúng ta có thể vào cái phần di sheet này này. Đó, cái cái này nó nó phân tích cho chúng ta những cái yếu tố về SEO one page, giả sử như là URL này, uh, title này, meta description này, xong rồi meta keyword, word, xong rồi heading này. Đó, chúng ta để ý trên đây nhá nó đang có ba phần đúng không ạ một cái uh, có cái dấu tích màu xanh có nghĩa là những cái phần đã làm ok rồi chúng ta đã làm chuẩn SEO. còn những cái phần nó error đánh cái dấu chấm than màu đỏ này là những phần nó đang còn lỗi chúng ta cần phải tối ưu lại và cái phần có cái loa nó đang đinh cho chúng ta nó đang cảnh báo đúng không ạ chúng ta cũng sẽ phải cần phải tối ưu thêm những cái phần uh, đang bị đinh này nhưng mà trên thực tế thì để có thể tối ưu hết tất cả đều màu xanh thì nó sẽ khá là khó cho chúng ta à, đấy là những cái về yếu tố xe on-page ngoài ra thì ví dụ là ở đây đúng không ạ chúng ta đang có 22 ký tự đang khá là ổn www.com thì di động chúng www chấm thế giới động com đúng không ạ chúng ta có 22 ký tự này à, chúng ta có thể sổ xuống cái tít này ở đây nó sẽ gợi ý cho chúng ta những cái cách để có thể tối ưu được cái url ví dụ như là cái mình đang xem trang trang này đang lỗi là lỗi schema đúng không ạ đang lỗi schema chúng ta thể sổ xuống ở phần kíp này này nó đang fix các chỉ cách fix lỗi cho chúng ta là sử dụng cái data gì đó đúng không ạ thì chúng ta sẽ làm theo cái gợi ý của nó thì để có thể fix được cái lỗi này thì nó sẽ chuyển lên màu xanh cho chúng ta cố gắng là sẽ cái trang web chúng ta có nhiều cái màu tích màu xanh nhất có thể rồi đấy là về những cái yếu tố seo one page mà nó thống kê cho chúng ta Tiếp theo là về internal link và external link. Trong cái phần internal link này thì à, nó hiện tổng số link cho chúng ta này. Nó giống như cái phần pit info nó cũng hiện này. Đang là 220 đúng không ạ? Ngoài ra thì nó sẽ hiện tất cả các internal link. Internal link đang có trong trong app này. Ví dụ đây là một internal link của nó này. À, đây là một internal link của nó này. Đây, đây cũng là một internal link của nó này. Đúng không ạ? Nó đang hiện cho chúng ta rất là nhiều internal link rồi cái link thì nó sẽ tương tự như tôi đang ở đây trong trong cái trang này đang tổng có 22 cái này và nó cũng đưa cho chúng ta những cái link nó đang tồn tại ở trong cái trang này đang đề là những cái external link đúng không ạ thì chúng ta cũng có thể xuất cái những cái link cái file internal link, link này ra cái file excel thì chúng ta ấn vào save as Xong cái internal link và external link thì nó sẽ có một cái rất hay cho chúng ta Đó chính là về phần mật độ từ khóa Densitize Mọi người ấn vào cái tab Densitize này thì có thể xem được cái mật độ của từ khóa à, Trong cái trang này đang tổng cộng đang có hơn 2.000 từ, 2 từ đúng không ạ hai à, từ, từ khóa 2 từ đang là 236 từ, từ khóa 3 từ đang là 192 Và từ khóa 4 từ đang là 168 đúng không ạ cái này gọi là cụm từ đúng hơn so với từ khóa đấy ạ. Nó là cụm từ thôi. Còn từ khóa thì chúng ta sẽ xác định sau. Đây, ví dụ chúng ta xuống đây nhá Chúng ta xác định từ khóa. Từ khóa ở đây chúng ta vào cái phần bookmark này. Nó sẽ có bốn mục. Hiện tại đang có bốn mục đúng không? À, một có nghĩa là nó chỉ có một từ khóa duy nhất thôi. Đây, một word, cây word, table đúng không ạ? À, một word, table, có nghĩa là ví dụ góp là một từ này. Trả là một từ này. Đây là từ khóa chỉ có một từ duy nhất thôi. Đó, vì còn trên thực tế thì chúng ta sẽ không quan tâm quá nhiều đến cái phần phần à, đến cái phần mật độ từ khóa của cái từ khóa chỉ có một từ chúng ta sẽ quan tâm từ hai từ độ lên ví dụ như trả góp này à, giá rẻ này à, tuần lễ xong rồi samsung samsung đấy đấy là những từ khóa đang có hai từ đúng không ạ à, ví dụ như mình sẽ phân tích cái từ khóa trả góp này đi này à, cái đen style này nó sẽ là mật độ này cái này nó đang đây ta sắp xếp từ trên xuống dưới đang cái đeo trả góp này đang có mật độ từ khóa là 4,88 4,88% và cái sự xuất hiện của nó là 51 lần ở trong cái trang đấy đúng không ạ? Cái từ Samsung Galaxy trả này từ khóa đang là nằm trong 2.58% và cái mật độ xuất hiện của nó là đang 27 lần. Đây còn ví dụ như cái từ điện thoại này trả này nó sẽ xuất hiện trong uh, uh, title xuất hiện trong uh, meta description xuất hiện ở trong uh, meta cây đây, nó sẽ hiện cái vị trí xuất hiện cho chúng ta đây, TKD đây, nó sẽ khi chúng ta đưa chuột vào, dịch uh, cây file vào pet title tức là cái từ khóa điện thoại này nó nằm ở trong uh, trang. Đó, tương tự thì chúng ta để xem những cái từ uh, từ khóa có 3 đến bốn từ. Đấy là về cái phần mật độ của từ khóa tiếp theo nó có một cái tính năng khá là hay cho chúng ta đó chính là so sánh url hoặc là domain đây chúng ta ấn vào phần compa url số chéo domain này đây hiện tại là nó đang có sẵn cái url uh, và là của thế giới di động đúng không ạ mình sẽ copy thêm một cái của shopee vào đây để chúng ta so sánh rồi căn chung về căn chung à, ngoài ra chúng ta có thể thêm nhiều cái trang khác nữa ví dụ như là một cái trang của Nguyễn Kim Kim.com thì hiện tại ở đây mình đang điền là ba cái URL đúng không ạ? Cái này hình như tối đa mình nhớ không nhầm nó đang cho chúng ta điền lên tới 1000 URL, tức là chúng ta có thể so sánh thông tin của 1000 cái URL khác nhau. Đó, sau khi chúng ta nhập xong các các URL rồi thì chúng ta sẽ ấn vào phần process URL. Đó, nó sẽ hiện cho chúng ta những cái thông tin cơ bản của trang web. Đầu tiên là về phần domain Program, đúng không? Nó sẽ hiện cho chúng ta về chỉ số Google Index này. Bình Index này này, à, xem rớt danh này, đó, chúng ta sẽ khá là quan tâm những cái phần ví dụ như phần danh này, nó sẽ như là cái hệ thống tính điểm, nếu mà cái điểm số của trang web càng cao thì cái tự tự của nó sẽ càng được càng cao và được google đánh giá dễ à, lên tốt hơn. rồi xem rớt backlink này, rồi sắp xem rớt sắp domain backlink này, xem rớt thì nó là một cái công cụ trả phí và nó thống kê khá là chuẩn những cái như kiểu là rank hoặc là backlink đó. thì với cái uh, 嗯 um, quách này nó là một cái ứng dụng khá hay chúng ta có thể tìm hiểu để có thể sử dụng nó tối ưu cái trang web của chúng ta và vừa rồi thì chúng ta đã có thể tìm hiểu cùng nhau cách cài đặt và cách sử dụng cái công cụ xe quách này nó sẽ khá là hữu hiệu cho cái quá trình làm xe website của chúng ta và hy vọng mọi người có thể sử dụng cài đặt và sử dụng thành công được cái công cụ này